Thưa quý vị, cầu Bạch Long ở tỉnh Sơn La chính thức được công nhận là cây cầu kính dài nhất thế giới. Cây cầu bắt qua một thung lũng sâu 150 m có thể chịu sức nặng của 450 người cùng một lúc. Trước đó, cầu kính đi bộ dài nhất nằm trong khu thắng cảnh Tam Hiệp Quảng Xuyên, Trung Quốc, dài 526 m Dưới tổng chiều dài 632 m cầu kính Bạch Long được tạo nên bởi hai phần. Phần bắt qua dách núi 290 m và phần kính men theo dách đá 342 m cầu sử dụng 100% kính siêu trong, siêu cường lực dày 40mm. Cây cầu được sơn màu trắng, phần thân nối ngọn núi dài 305m, bắc ngang dược sâu khoảng 150m, uống um quanh dách núi treo leo tạo cảm giác mạo hiểm. Đứng giữa cây cầu, khách du lịch có thể ngắm trọn vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc hùng dĩ, nguyên sơ, với con suối chạy phía dưới, cảm nhận thiên nhiên trang quà nắng gió khi đang lơ lửng giữa không trung diệu kỳ. Đi hết 632m, du khách sẽ đến khu vực Hang Mường Mốc, hay còn gọi là hang chim thần, diện tích 7.000m2 lớn nhất Mộc Châu. Ở đây nổi bật với cấu trúc nhũ đá tự nhiên và nhiều công trình điêu khắc trên đá của người Thái xưa. Cầu kính đi bộ và kỷ lục đã đưa vào phục vụ du khách dịp lễ 30 tháng 4 vừa qua, với giá vé trải nghiệm là 650.000 đồng một người lớn, 450.000 đồng một trẻ em, từ 1m đến 1m4. Ngày thường, du khách sẽ chi 550.000 đồng một vé người lớn và 350.000 đồng một vé trẻ em, trẻ dưới 1m được miễn phí.